Thưa quý vị, sáng nay 27 tháng 12, giá vàng miếng SJC có lúc lên 80 triệu đồng một lượng, sát mức đỉnh của ngày hôm qua, trước khi quay đầu giảm vài trăm ngàn đồng. Chứng kiến giá vàng miếng neo mốc cao 80 triệu đồng một lượng, nhiều người hôm nay đã mua vào để tích trữ. ạ, vâng à, giá vàng à, có những diễn biến bất ngờ trong những ngày qua, khiến nhiều nhà đầu tư và người dân đứng ngồi không yên. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra những lời cảnh báo trước biến động về giá vàng lần này. Cụ thể, giao dịch vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh sôi động hơn thường ngày khi nhiều người dân mua vào khi thấy giá tăng mạnh, với kỳ vọng kim loại quý này vẫn còn đi lên. Trong phiên giao dịch hôm qua, khi giá lên kỷ lục 80,3 triệu đồng, không khí mua bán ở Hà Nội cũng khá nhộn nhịp. Theo đại diện một cửa hàng vàng thuộc Bảo Tín Minh Châu trên đường Xuân Thủy, cầu giấy Hà Nội, nhu cầu mua tập trung vào vàng miếng SCC. Do đó, chưa tới 10 giờ, cửa hàng này đã cháy hàng vàng miếng. Với diễn biến hôm nay, các chuyên gia cho rằng, việc mức 80 triệu đồng một lượng đang trở thành ngưỡng cản của vàng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mua vàng thời điểm này khá rủi ro. Hiện nay, trên các diễn đàn về vàng, nhiều chuyên gia cũng khuyên cáo không nên mua vàng ở vùng giá này để tích lũy vì quá rủi ro, nhất là khi giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới đến 18,1 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị, nhận định giá vàng thời gian tới, các chuyên gia cho hay giá vàng trong nước đi theo giá vàng thế giới, Hết thời gian nghỉ lễ của các nước phương Tây, tức là chỉ khoảng ngày 10 cho đến ngày 15 tháng 1 năm 2024, sẽ có một số các nhà đầu tư bán vàng để bỏ vốn và sản xuất và kinh doanh. Và khi đó thì giá vàng sẽ có chiều hướng đứng lại và thậm chí là giảm giá. Bên cạnh đó thì nhiều ý kiến cho rằng giá vàng trong nước tăng quá nhiều so với thế giới nên dư địa tăng giá vàng trong nước không còn nhiều.